Kính chào quý phụ huynh cùng các em học sinh đến với bài học trực tuyến lớp 1 môn tiếng Việt, phân môn chính tả. Trước khi bắt đầu tiết học, cô mời các em cùng quan sát tranh và dự đoán xem ngày hôm nay chúng ta sẽ viết bài chính tả nào nhé. Đúng rồi, đây chính là bức tranh của bài ngôi nhà và hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tập chép bài ngôi nhà. Các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập của mình để bắt đầu tiết học nhé. Hôm nay, cô và các em sẽ viết lại khổ thơ thứ ba của bài ngôi nhà. Để viết tốt bài chính tả này, trước hết, cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc lại khổ thơ này một lần. Ngôi nhà. Em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc. Như yêu đất nước, bốn mùa chim ca, Tô Hà. Các em cùng lắng nghe cô đọc lại một lần nữa. Ngôi nhà. Em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc. Như yêu đất nước, bốn mùa chim ca, Tô Hà. Sau khi lắng nghe cô đọc xong, bây giờ cô mời các em cùng đọc lại khổ thơ này ba lần. Nào chúng ta cùng đọc lần đầu tiên. Tốt lắm, cô mời các em đọc lần thứ hai. Và lần thứ ba. Trong bài chính tả hôm nay, chúng ta có một số từ khó mà chúng ta cần luyện đọc và luyện viết. Cô ví dụ cô có từ tre, từ mộc mạc, và từ thứ ba là từ đất nước. Để viết tốt bài chính tả này, bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc và viết các từ khó này trước nhé. Cô có các từ khó: tre, mộc mạc và đất nước. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc các từ này. Đầu tiên, các em đọc cho cô từ tre. Các em đọc lại lần thứ hai. Trong từ tre này chúng ta có âm trờ đứng đầu, chúng ta sẽ phân biệt với âm tờ. Và từ thứ hai cô có từ mộc mạc. Các em cùng đọc lại với cô: mộc mạc. Trong tiếng mộc chúng ta chú ý có vần ô cờ ốc và dấu nặng ở dưới âm ô. Và từ thứ ba cô có từ đất nước. Cô mời các em đọc lại: đất nước. Trong tiếng đất có chứa vần ớ tờ ất và trong tiếng nước có chứa vần ư ơ cờ ước. Chúng ta quan sát cho thật kỹ để viết cho đúng nhé. Bây giờ cô mời các em luyện đọc các từ khó này một lần nữa. Tre, mộc mạc, đất nước. Chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc các từ khó. Bây giờ cô mời các em cùng lấy bảng con ra và luyện viết với cô các từ này. Đầu tiên cô mời các em viết cho cô từ tra vào bảng con. Nếu chúng ta không có bảng con ở nhà thì các em cũng có thể viết vào vở nháp của mình. Và sau khi viết xong thì chúng ta cũng có thể nhẩm đọc lại để ghi nhớ từ mà mình vừa viết. Tiếp theo các em viết cho cô từ mộc mạc. Và lưu ý, khi viết thì chúng ta sẽ viết đúng độ cao và khoảng cách giữa các con chữ. Và từ cuối cùng, cô mời các em viết từ đất nước. Sau khi viết xong, chúng ta sẽ đọc lại các từ này một lần nữa. Tre, mộc mạc, đất nước. Cô mời các em đọc lại lần thứ hai. Tre, mộc mạc, đất nước. Như vậy, cô và các em cùng nhau luyện đọc và luyện viết các từ khó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết bài chính tả. Trước khi viết,
Cô mời các em cùng quan sát và lắng nghe cô đọc lại khổ thơ này một lần nữa để chúng ta viết cho chính xác. Ngôi nhà, em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca, Tô Hà. Các em cùng nhẩm đọc lại với cô khổ thơ này một lần nữa nhé. Khi viết thì các em chú ý cách cầm bút và tư thế ngồi viết. Cô nhắc lại chúng ta sẽ cầm bút bằng tay phải và bằng ba ngón, ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa. Ngón cái và ngón trỏ giữ chặt hai bên thân bút. Ngón giữa để ở dưới để đỡ bút và bút nghiêng về vai phải một góc 60 độ. Chúng ta cũng chú ý tư thế ngồi viết. Khi viết thì lưng các em thẳng và đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25 đến 30 cm. Đây chính là trang vở tương tự như trong vở của các em. Từ lề đỏ chúng ta sẽ lùi vào một ô và viết thứ. Ở tiết chính tả trước, các em đã được hướng dẫn cách sửa lỗi khi viết sai. Hôm nay cô sẽ nhắc lại để các em nhớ. Cô ví dụ, nếu chúng ta viết chữ thứ mà chúng ta viết nhầm là chữ chứ, thì các em sẽ dùng thước và bút chì gạch chân từ chứ và viết lại từ thứ bên cạnh, chứ chúng ta không được tô đen hay là tẩy xóa. Nào bây giờ các em cùng cô viết dòng đầu tiên. Từ lề đỏ các em sẽ lùi vào một ô và viết thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2020. Tiếp theo dòng thứ hai, các em điếm vào cho cô 6 ô và viết từ chính tả. Lưu ý là chúng ta sẽ viết đúng độ cao và khoảng cách giữa các con chữ và các em cũng nên tập viết hoa những chữ cái đầu câu. Tiếp theo từ dòng thứ ba, các em sẽ dùng thước và bút chì kẻ ngang cho cô 3 ô. Tính từ lề đỏ và chúng ta sẽ kẻ dưới dòng kẻ ngang thứ hai. Sau đó, cũng ở hàng thứ ba, các em sẽ viết từ lỗi ở ô thứ hai. Cũng ở hàng thứ ba này, các em sẽ đếm vào cho cô 5 ô nếu tính từ lề đỏ hoặc đếm vào 2 ô nếu tính từ dòng kẻ của bút chì. Các em viết tựa ngôi nhà. Sau khi viết tựa xong, chúng ta sẽ xuống hàng, lùi vào một ô và viết bài. Và lưu ý cho cô, vì đây là khổ thơ, cho nên chúng ta không có kẻ bút chì thẳng xuống như viết đoạn văn. Và khi viết khổ thơ thì sau mỗi câu chúng ta sẽ xuống hàng. Nào bây giờ các em viết câu đầu tiên, cô sẽ lần lượt đọc từng câu cho các em viết. Chúng ta sẽ lùi vào một ô, tính từ điểm kết thúc của dòng kẻ bút chì. Các em viết cho cô. Em yêu ngôi nhà. Cô đọc lại. Em yêu ngôi nhà. Tiếp theo các em xuống hàng viết câu thứ hai. Gỗ vẫy tre mộc mạc. Gỗ vẫy tre mộc mạc. Và lưu ý là đầu câu thì chúng ta sẽ viết hoa. Và câu thứ ba, như yêu đất nước. Như yêu đất nước. Và câu cuối cùng, bốn mùa chim ca. Bốn mùa chim ca. Sau khi viết xong khổ thơ thì các em xuống hàng và từ lề đỏ các em điếm vào khoảng 7 ô và viết tên tác giả Tô Hà. Như vậy cô và các em đã cùng nhau viết xong bài chính tả. Bây giờ chúng ta sẽ lấy sách giáo khoa ra
bài ngôi nhà và cùng kiểm tra lỗi với cô. Khi các em viết sai thì chúng ta sẽ sửa lỗi như thế nào? Cô ví dụ trong bài này có một chỗ mà chúng ta viết sai, đó là từ mạt. Thay vì viết mờ át mát nặng mạt thì các em lại viết là a tờ át mờ át mát nặng mạt. Thì chúng ta sẽ dùng thước và bút chì gạch chân từ mạt. Sau đó chúng ta sẽ viết số 1 vào trước từ lỗi. Như vậy trong bài này các em sẽ viết sai một lỗi. Và sau đó các em sẽ sửa lỗi bằng cách là lần lượt viết lại các từ mạt vào bên dưới bài viết. Và lưu ý là mỗi từ cách nhau 2 ô cho đến hết hàng. Sau khi sửa lỗi xong thì các em sẽ dùng thước và bút chì gạch ngang toàn bài. Như vậy trong bài này chúng ta đã viết sai một từ và đã sửa lỗi đúng. Tương tự nếu các em viết sai những lỗi khác nữa thì chúng ta sẽ sửa lỗi bằng cách lần lượt viết lại một các từ đúng ở hàng bên dưới. Và trong bài này chỉ có 4 câu cho nên chúng ta cố gắng viết cho thật đúng nhé. Nếu các em viết bài không kịp thì các em cũng có thể bấm dừng lại màn hình để quan sát cho thật kỹ và viết tiếp. Trước khi chuyển sang hoạt động kế tiếp, cô mời các em cùng thư giãn trong giây lát. Sau khi xả lao xong, các em đã thấy khỏe chưa nào? Chúng ta cùng sang phần thứ hai, đó chính là làm bài tập. Và các em sẽ thực hiện bài tập đầu tiên. Điền y e u u y ngắn, 2 y e u u y dài. Ở bài tập này chúng ta có một câu. Các em lắng nghe cô đọc. Hiếu chăm ngoan, học sỏi, có năng, âm khờ, dấu sắc, 3 chấm, vẽ, bố mẹ rất, 3 chấm, quý hiếu. Ở câu này các em sẽ điền các phần còn thiếu vào hai chỗ 3 chấm. Nào bây giờ chúng ta cùng quan sát cho thật kỹ và suy nghĩ xem những phần cần điền vào chỗ 3 chấm là phần nào nhé. Và lưu ý cho cô, phần y e u u y dài chỉ đứng một mình và kết hợp với các dấu thanh để tạo thành tiếng khác. Nào bây giờ các em cùng nhau thực hiện bài tập số 2 này với cô. Ở chỗ trống đầu tiên, theo các em chúng ta sẽ điền phần gì? À, chúng ta quan sát và thấy trước chỗ 3 chấm có âm khờ. Như vậy phần chúng ta cần điền là y e u u y ngắn. Và chỗ trống thứ hai, theo các em chúng ta sẽ điền phần gì? À, chúng ta thấy ở chỗ trống thứ hai không có bất kỳ âm phần nào khác, cho nên chỗ trống này chúng ta sẽ điền phần y e u u y dài. Các em cùng đọc lại các câu này với cô. Hiếu chăm ngoan, học sỏi, có năng khiếu vẽ, bố mẹ rất yêu quý hiếu. Như vậy chúng ta đã điền xong phần yêu y ngắn và phần yêu y dài vào chỗ 3 chấm. Chúng ta sang tiếp bài tập thứ 3, điền chữ cờ hay chữ ca. Ở bài tập này cô có 3 bức tranh và các câu. Các em sẽ lần lượt quan sát các bức tranh kết hợp với đọc các câu. Chúng ta sẽ điền chữ cờ hoặc chữ ca còn thiếu vào chỗ chấm. Bây giờ ở câu đầu tiên, ông trồng 3 chấm phần ớ y a cảnh. Theo các em, ngay chỗ 3 chấm này chúng ta sẽ điền âm gì? À, chúng ta thấy sau dấu 3 chấm có âm ớ cho nên âm chúng ta cần điền đó là âm cờ. Các em cùng đọc lại với cô. Ông trồng cây cảnh. Và bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai cô có câu bà 3 chấm âm e dấu hỏi chuyện. Như vậy chúng ta thấy
sau dấu ba chấm thì có âm e, cho nên là âm cần điền ở phía trước đó chính là âm ca. Các em cùng đọc lại với cô câu này: bà kể chuyện. Và bức tranh cuối cùng cô có câu chị sau ba chấm phần im. Như vậy chúng ta thấy sau dấu ba chấm là âm y, cho nên âm chúng ta cần điền phía trước đó chính là âm ca. Các em cùng đọc lại cho cô câu này: chị sau kim. Nào bây giờ chúng ta cùng đọc lại cả ba câu một lần nữa. Ông trồng cây cảnh, bà kể chuyện, chị sau kim. Và sau bài tập này thì các em lưu ý cho cô quy tắc điền âm ca hay là âm cờ. Âm ca sẽ kết hợp với một trong ba âm i, e hoặc là ê. Và âm cờ sẽ kết hợp với các nguyên âm khác như là âm a, âm o hay là âm u, vân vân. Các em ghi nhớ quy tắc này để sau này mình điền các âm ca hoặc là âm cờ cho chính xác nhé. Như vậy cô đã hướng dẫn cho các em viết bài chính tả ngôi nhà ở khổ thơ thứ ba, cũng như là làm các bài tập. Các em hãy viết lại những lỗi sai trong bài nếu mình mắc phải và chép lại bài cho sạch đẹp, cũng như chuẩn bị bài chính tả sau, đó chính là bài quà của bố. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em đã lắng nghe. Cô chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Cô chào tạm biệt các em.